Đúng không? Em nên ấn mỗi nút bàn tay này, ấn nút start, tự khắc máy nó đầy. Còn ta đến điện tử hết đúng không? Đúng rồi. Đấy, máy đầy những việc này. Cái máy máy cái chạy luôn đấy. Chạy đấy, nó đang báo điện này. Tức là không cần được chuyển pha chuyển tiếp theo gì đấy. Này không được rồi, anh sẽ đây, hướng dẫn cho hết đây. Đây anh sẽ hướng dẫn cho chi tiết đã từng bước một. Đấy như này là bắt đầu máy nó ổn định này. Tần số này, tiết áp này, chưa có chạy này. Đấy bây giờ nó chạy hết rồi. Ok, xong này ổn định luôn. Điện áp là làm với nhắc quy này. Đấy, tất cả những cái này xong nhá. Xong cũng là có điện này. Thì tắt cái tắt thì em tắt, ấn stop để tắt này. Đúng không? Đơn giản như thế thôi, rất đơn giản. Tắt này. Đấy, sau 5 giây, 4 giây, 3 giây mới tắt. Đấy, tắt, thấy chưa? Tắt hết về, bán hết về, xong. Đúng không? Có điện là như vậy, rất đơn giản, không phải làm gì cả. Đấy. Chỉ trường hợp khi nào là cái này nó bị lỗi thôi. Lỗi thì mình phải lên trên kia thôi, còn không phải...